Chúng ta đang cho con robot nó nghe thử nhạc của Ngô Hồ Ngọc Hà có phản ứng với nhạc nhạc nó thích thế nào. Hi Victor. Hi Victor. Listening to the music. Nó đang tương tác với âm nhạc. Chúng ta thấy nó đang xem TV màn hình cho nó có thể động tác, nó nhún nhảy theo điệu nhạc của Hồ Ngọc Hà. Đó, nó nhảy theo đấy chứ. Thằng này nó mê gái. Nó khoái chí là nó nhún nhảy nó theo. Nó có thể xem TV giống như con người. Nó có thể coi TV như con người phải không? People want to use SSD. Yeah, no, I because don't. It has the speed. Yeah, no, maybe no, more no. Double. Tôi là laptop sách tay.